Hệ thống đầu tư Atarget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay thì xin chia sẻ về tác dụng của trải nghiệm thực tế và xin chia sẻ với quý anh chị như sau. Đối với trên thị trường chứng khoán, thực tế là một cái điều mà chúng ta cần phải trải qua. Thế nên là những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng như là nhà đầu tư lâu năm thì sẽ có rất nhiều các lợi thế vì họ đã trải qua những cái biến cố của thị trường cũng như là trải qua rất nhiều các cung bậc của thị trường, cung bậc của cổ phiếu và từ đó là sau đó là gì ạ? Họ rút ra những cái kinh nghiệm và hình thành nên những cái nguyên tắc đầu tư của riêng mình. Thế nên là trên thị trường khoán cũng vậy, việc chúng ta vừa trải nghiệm thực tế và chúng ta vừa học để nâng cao kiến thức cũng như là nâng cao kỹ năng và nâng cao cái tư duy đầu tư của chúng ta và rèn luyện những cái kỹ năng giao dịch, thì như vậy trong quá trình vừa trải nghiệm và chúng ta vừa học như vậy thì cái kiến thức cũng như là cái trình độ của chúng ta sẽ đi lên rất là nhanh. Và một điều đó là nếu mà chúng ta trải nghiệm suốt và chúng ta thực tế suốt mà chúng ta lại không rèn luyện cũng như là không nâng cao cái kiến thức cũng như là không nâng cao cái cách nhìn nhận thị trường, cách phân tích thị trường, thì gần như là dù chúng ta có đầu tư đến 5 đến 10 năm thì cái quan điểm đầu tư của chúng ta vẫn là như vậy, thì thông thường là chúng ta sẽ không có những cái mức độ thành công nhất định. Và một cái câu hỏi mà như tôi đã chia sẻ đó là chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi tại sao. Giả sử là hiện tại, tại sao thị trường luôn luôn liên tục vượt đỉnh mà tại sao tài khoản của chúng ta không tăng? Vậy tại sao các cổ phiếu này tăng, cổ phiếu kia lại không tăng? Thì chúng ta hãy giải quyết những cái bài toán như vậy và chúng ta đặt ra những cái câu hỏi tại sao. Chúng ta đi tìm những cái nguyên nhân chính từ cổ phiếu cũng như là nguyên nhân chính từ thị trường để chúng ta nâng cao dần cái kiến thức và chúng ta rút kinh nghiệm qua lần sau. Và lần sau giả sử là thị trường hiện tại muốn vươn tới những cái đỉnh cao mới và muốn đạt đến những cái đỉnh cao mới trong năm nay, thì thông thường như chúng ta đã biết ở giai đoạn trước đó là chỉ có các cổ phiếu trụ mới tác động đến thị trường chung, hoặc là các dòng cổ phiếu chính như là dòng ngân hàng và dòng chứng khoán thì luôn luôn là những cái dòng ăn theo rồi, thì đó sẽ là những cái dòng mà sẽ tác động đến điểm số của thị trường và cũng như là tác động đến cái xu hướng của thị trường. Vậy tại sao chúng ta lại nên tập trung vào các cổ phiếu đó? Và sau khi mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ nên tập trung vào những cái dòng cổ phiếu đó thì chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi đó là thế mua lúc nào thì sẽ là hợp lý nhất và giải ngân lúc nào thì sẽ là hợp lý nhất để vừa có sự an toàn và tránh cái sự rủi ro cũng như là đạt được cái mức độ thành công cao nhất. Thì với vấn đề quý nhà đầu tư và quý anh chị cũng đã trải qua rất nhiều, đó là thị trường chung của chúng ta cũng đã liên tục vượt đỉnh cũng như là liên tục vươn tới những cái đỉnh cao ở trong thời gian vừa qua, thì chúng ta hãy rút kinh nghiệm là tại sao chúng ta chưa tận dụng tốt và tại sao chúng ta đang làm tốt rồi. Thì vấn đề là khi mà các anh chị hiểu là tại sao chúng ta đúng và tại sao chúng ta sai thì lúc đó chúng ta mới rút ra kinh nghiệm cũng như là chúng ta mới thay đổi được cái tư duy hiện tại để có thể phù hợp với thị trường. Với quan điểm đó là thị trường luôn luôn đúng, chỉ có tư duy cũng như là cách nhận thức cũng như là cái cách nhìn nhận của chúng ta sai thôi. Thế nên là chúng ta hãy thay đổi chính bản thân mình, linh hoạt thay đổi cái cách thức đầu tư để làm sao chúng ta tận dụng những cái cơ hội tốt nhất trên thị trường. Và tôi luôn luôn đánh giá cao cái sự trải nghiệm. Vấn đề là chỉ có trải nghiệm mới hiểu được là tại sao đúng, tại sao sai. Nhưng kết hợp với nguyên tắc, kết hợp với kiến thức cũng như là kết hợp với cái sự học hỏi thì sẽ làm cho cái quá trình trải nghiệm đó sẽ hữu ích hơn. Vậy cũng như là làm thế nào để chúng ta xây dựng ra một cái tư duy đầu tư chuẩn chỉnh, một tư duy đầu tư chuẩn chỉnh, một phương pháp đầu tư tốt cũng như là rèn luyện những cái kỹ năng giao dịch để chúng ta đạt được những cái thành công trong thời gian tới, thì xin kính mời tất cả quý nhà đầu tư và quý anh chị tham gia khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán của hệ thống đầu tư Atarget trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong khóa học tuyệt vời này. Xin cảm ơn ạ.